Xin chào các bác quay trở lại kênh Hà Thành Audio. Hôm nay em lại có những cái món đồ rất là hay đến từ Mỹ, đến từ Đan Mạch và đến từ nước Anh. Các cặp loa đến từ châu Âu và đến từ Mỹ. Thì đều là những cái dòng loa Buxell có chất âm rất là hay, cũng như là những cái dòng loa cột nghe hay, bày đẹp. Em sẽ đi vào cái cặp loa để review chi tiết cho các bác trong ngày hôm nay. Với cặp loa có thương hiệu là Tylon. Đây, Tylon. Về hình thức bên ngoài thì các bác có thể thấy rằng là cặp loa được thiết kế với cái dáng thiết kế rất là đẹp. Có cái vân gỗ ở phía mặt phía trước. Đấy. Và xung quanh ba bề thùng hậu thì được làm cái dạng lạng gỗ màu đen. Nó rất là nổi bật. Rất là hiện đại. Cái vị trí tem chính thì được đặt ở gần phía dưới, gần phía dưới của e-căng. Khi mà đẩy e-căng vào thì nó sẽ che, đấy, nó sẽ che cái phần ở trên này. Loa Tylon này thì có sở hữu cái chiều cao là 87 cm, chiều rộng là 21 cm và chiều sâu là 29 cm. E-căng của cặp loa thì bên em đã tháo ra và để bên ngoài để các bác dễ quan sát. Căng thì khung chấu cũng như căng thì là bằng khung nhựa vải màu, có thiết kế màu đen. Đấy. Khi lắp vào thì cặp loa vẫn phô được cái vẻ đẹp của tem cũng như là cái hồi gỗ phía dưới. Đấy. Về hình thức thì các bác có thể thấy là nó đang còn rất là căng. Cặp loa này có thương hiệu là Tylon, model là Mercury M3. Đấy, cherry, có màu vân gỗ cherry. Loa sở hữu chiếc bát là 18 cm. Màng dạng màng giấy. Gân là gân cao su zin. Đấy, gân cao su zin. Rất là chắc chắn. Tất cả hệ khung gông rất là chắc chắn. Đấy. Bát 18 và một chiếc tép đom. Tép đom mũi vải. Đặc trưng của dòng loa châu Âu cũng như là loa Tylon. Về tuyến loa, hình thức thì đang còn rất là đẹp. Tuyến loa đang còn gần như là căng đét nhé. Vân gỗ xung quanh thùng thì có là màu đen. Xin quay cái phía hậu sau của cặp loa. Loa thì được thiết kế là mặt cây đi cây nhé. Mặt trước là gỗ màu vàng và mặt sau là vân gỗ màu đen. Cả phần hậu cũng là thùng vân gỗ nhé. Làm rất là đẹp. Loa có thương hiệu là Tylon, sản xuất Made in UK, có nghĩa là châu Âu nhé. Sản xuất cho thị trường châu Âu. Đấy, England châu Âu. Đây là phía tem trên của nó. Đấy. Cặp loa được tách phân phối nhé, thị trường châu Á nhé. Loa Mercury M3 Cherry có số series là 155585S. Đấy, dưới là quality nhé, là cái tem của nó. Chiếc bên này là 155619S. Đấy, chênh nhau một số các bác nhé, chênh nhau một số nhé. Thùng hậu đâu là căng đét luôn nhé, chứ không bị chảy sờn hay là bẻ nở gì. Ok các bác, với cái cặp loa đầu tiên đến từ thương hiệu Tylon của Anh Quốc, có cái model là M3 Cherry. Shop Hà Thành Audio đang bán cho các bác với mức giá là 6.500.000 đồng. Đấy, 6.500.000 đồng cho một cái cặp loa thương hiệu rất là lớn của thế giới. Chất âm thì thực sự là rất là hay. Hình thức thì đang còn cáu cạnh nha các bác nhé, sạch đẹp cáu cạnh nhé. Tiếp tục cái chương trình loa Tylon để review giới thiệu trong ngày hôm nay thì bọn em lại có một cái siêu phẩm nữa, là cái cặp loa cũng đến từ Anh Quốc và thương hiệu là thương hiệu Tylon. Thì nó có ghi rõ ràng luôn là chiếc này là có cái model là M20 Gold MK2. Đấy, Tylon M20 Gold MK2. Một thiết kế cực kỳ là đặc trưng của Tylon, rất là đẹp. Tất cả cái hệ khung gông này được gom dạng màu gold nhé. Thực sự rất là nổi bật luôn. Thì các bác nào mà chơi những cái phòng diện tích vừa phải từ 20 đến 35m2 ở chung cư nhé, kê bày cái đôi loa này thì quá đẳng cấp luôn. Sang trọng hẳn của ngôi nhà này luôn. Loa thì được thiết kế gỗ lạng ba mặt nhé. Đều là màu đen mun nhé. Màu đen mun rất sang trọng. Đấy, màu đen kết hợp với cái màu gold của nó thì nó nổi bật, cực kỳ nổi bật luôn. Hai chiếc đang còn đẹp, sạch đẹp như một luôn.
Đấy, căng đét các bác nhé. Loa này thì có cái chiều cao là 52cm, chiều rộng là 25,5cm và chiều sâu là 23cm. Một thiết kế rất là kinh điển, rất là gọn gàng mà rất là đẹp. Em sẽ đi chi tiết vào cái cấu hình của cái đôi tai loa M20 Gold MK2. Loa sử dụng chiếc bát là 20cm. Màng dạ carbon, gân là gân cao su zin. Đấy, bác thấy đấy này. Thực sự đang rất sạch sẽ luôn. Đấy, gân rất là mềm. Độ động rất là cao, lòng rất là sâu. Sở hữu một chiếc tép đom. Đấy, một chiếc tép đom. Tất cả hệ khung gông này của loa thì làm bằng khung gông nhôm đúc nhé. Được mạ cái màu gold. Đấy, màu vàng gold rất là đẹp. Hai chiếc đang căng đét các bác nhé. Zin và căng đét nhé. Đây là cặp loa e căng của đôi loa. Tai loa thì em cũng đã tháo ra. Đấy, cái tem của nó cũng được thiết kế với cái màu vàng gold nhé. Căng là căng zin. Đấy, các cái khung chấu này cũng là bằng nhựa. Đấy, các cái chân chấu rất là to nhé. Đấy, chân chấu này. Đấy các bác thì thấy chân chấu rất là to. Rất là sạch đẹp, chưa bị chảy sần nhé. Hai chiếc như một luôn. Em sẽ đi quay vào cái phía hậu của cặp loa. Đấy các bác thể thấy góc cạnh nó căng đét nhé. Chưa có bị chảy sần thì sơn si sau hậu thùng hậu đâu, căng đét nhé. Đây là số seri của cặp loa 975551. Đấy. Thương hiệu là Tylon. Có thiết kế cầu trái và cầu dương mà có âm và thiết kế đánh bi-roi, mỗi đánh 2 âm ly cho một cái giải bát riêng và bài tép riêng. Made in UK. Đây. Unique Kizong nghĩa là sản xuất tại Anh nha các bác nhá. Sản xuất tại nước Anh. Ok các bác, với cặp loa Tylon có cái model là M20 Gold MK2 này thì shop Hà Thành Audio đang xin báo giá với các bác là 8.500.000 đồng nhé. 8.500.000 đồng cho cặp loa thực sự rất là đẹp. Chất âm của Tylon thì không phải bàn cãi rồi. Quá là đẳng cấp rồi. 8.500.000 đồng. Ok các bác, em xin đi sang cái cặp thứ ba. Cặp thứ ba này thì nó đến từ Mỹ nhá. Thương hiệu cũng rất là thân thuộc thôi. Thương hiệu JBL. Mà trong cái series đó là series TLX nhá. Series TLX là series là về chất âm rất là hay. Đấy, loa thì cũng được thiết kế với cái thùng gỗ dạng là vân màu đen. Sử dụng bát là 20cm. Đấy, màng thì có màu xanh xanh, màng xanh và gân là gân cũng màu xanh. Cái này là màng zin và gân zin các bác nhé. Mà gân mà thay rồi nó chuyển sang màu nâu là màu sáng nhé. Sử dụng bát là 20cm. Trung giấy 13cm và một chiếc tép đom. Đấy, chiếc tép đom này thì được sử dụng trên tất cả các đời TLX nhé. TLX của JBL nhé. Thùng quách cái đang còn rất là cứng cáp. Màu đen trầm rất là đẹp. Rất là sang trọng luôn. Loa thì sử hữu chiều cao là 89, chiều rộng là 27 và chiều sâu là 30cm. Đấy. Đây là cái cặp e-căng của loa thì bên em đã tháo ra. Dựng lên quay kỹ cho các bác thấy. Đấy, căng cũng thiết kế với căng nhựa nhé. Gông chấu thì đầy đủ. Đấy. Đây là cái tem phía dưới của e-căng. Tem nhung đúc các bác nhé. Đấy, cái căng thì cơ bản là chưa bị sần rách rồi nhé. Đấy, hai chiếc thì đang căng đét luôn. Em xin quay vào cái phía hậu sau của đôi loa. Đấy, các bác thể thấy là cặp loa đang căng đét, sơn si sau đang căng đét nhé. Đằng sau nó thiết kế một lỗ thông hơi khá là to. Đấy. Loa JBL có model là TLX70. Đấy, và cái số series ở dưới nó rất là bé nên em quay thì điện nó cũng hơi tối một chút. 21726, trở kháng là 8 ohm. Đấy, sản xuất tại thương hiệu là JBL California, sản xuất tại Đan Mạch các bác nhé. Sản xuất tại Đan Mạch nhé. Đấy, ở dưới thì nó được bố trí với hai cái cầu để cắm loa. Dưới này là bụi thôi. Đấy, thùng thì các bác thể thấy là căng đét như này nhé. Thùng căng đét luôn. Chiếc cái bên này nhé, căng đét luôn. Tất cả các góc cạnh nó chưa có bị gọi là chảy sờn hay bể nở nhé. Hai chiếc như một nhé.
Ok các bác, với cái cặp TLX70 này thì shop Hà Thành Audio xin báo giá với các bác là 5.500.000 đồng nhé. 5.500.000 đồng cho một cái cặp loa JBL âm sắc cực kỳ là hay. Ok các bác, đến cái chương trình cái đôi loa cuối cùng trong cái chương trình giới thiệu loa trong ngày hôm nay thì bọn em xin giới thiệu các bác một cái cặp loa Jammo. Đấy, bên em đang để bên kia một chiếc nữa để em sang quay chi tiết được các bác. Cặp này là cặp Buxell, có đường kính bát là 16cm, màng carbon, gân là gân dạng vải nhá, gân vải Teflon. Đấy, thương hiệu Jammo. Cặp loa này có quy cách chiều cao là 32, chiều rộng là 20 và chiều sâu là 22. Đây là cái hai cái chiếc cây căng của nó em đã tháo ra. Đấy, các bác có thể thấy rất sạch sẽ nhá. Chưa có bị sờn rách gì luôn, căng đét luôn. Cặp loa Jammo được thiết kế với cái dạng màu cũng là màu dạng mun đen nhé. Đấy, rất là chắc chắn, cứng cáp chắc chắn luôn. Loa thì được thiết kế với cái cầu dạng cầu đồng nhé, và cắm được cả bắp chuối. Đấy, Jammo Connect 30 45 mã. Đấy, công suất là 80W, trở kháng là 6 ohm, made in Đan Mạch. Đấy. Cái loa này thì trực thuộc hãng của Mỹ nhé, thương hiệu của hãng Sclip của Mỹ, nhưng mà sản xuất loa thì ở Đan Mạch. Với một cái cặp Buxell mà đang còn đẹp tinh như này, đấy, căng đét như này, chất âm rất là hay, thì bên shop Hà Thành đang bán với mức giá rất là hợp lý, với giá là 2.900.000 đồng nhé. 2.900.000 đồng cho cặp loa Jammo, có cái model là Connect 4, đấy, Connect 30, 45 mã. Ok các bác, như vậy là em cũng vừa review 4 cái cặp loa đến từ châu Âu và Mỹ. Sang chương trình thứ hai thì em xin giới thiệu những cái chiếc âm ly dòng bình dân và rất là cái dễ phối ghép. Thì đầu tiên thì em xin giới thiệu với các bác một cái chiếc âm ly có cái thương hiệu là Sansui. Sansui chiếc này là, đây là bụi các bác nhé, ở kho bọn em mới chuyển lên. Chiếc này có cái model là 607XDCAT. Đấy, 607XDCAT. Dòng này được thiết kế với hồi gỗ nẹp chỉ đồng. Đấy, rất là đẹp. Công suất của âm ly là 230W. Đấy, đánh hai cầu. Một âm ly hình thức rất là đẹp. Chiếc âm ly này thì phù hợp đánh với những cái dòng loa bass từ 25 đến 40 của các hãng như Dayton hoặc là Yamaha hoặc là Onkyo, những cái chuyên đặc trị các cái dòng dòng loa cần công suất, ăn công suất và những cái dòng loa mà carbon nhá. Thì các bác phối cái chiếc này rất là hay. Một trong những cái chiếc âm ly hay nhất của cái dòng gọi là dòng đánh màng carbon của hãng Sansui. Đấy. Đây là vẫn còn cái tem giá sách ở bên Nhật các bác nhé. Với chiếc âm ly Sansui 607XDCAT thì shop Hà Thành Audio xin báo với giá là 7.900.000 đồng nhé. 7.900.000 đồng cho chiếc âm ly hàng bãi, thực sự là rất là đẹp, căng đét luôn. Ok các bác, tiếp tục với cái thương hiệu Sansui thì bọn em muốn giới thiệu trong ngày hôm nay là chiếc Sansui có cái dạng mặt phay màu gold. Đấy, rất là dày dặn và to. Về hình thức con này thì gọi là trong cái dòng 607 là nó to nhất rồi. Đấy, cực kỳ to, nặng, cân nặng thì khoảng tầm 20 cân. Ok các bác, Sansui AU Alpha 607XR. Đấy, con này thì công suất của nó là 250W. Đấy, các bác có thể thấy đang cực kỳ cứng cáp, sạch sẽ nha, căng đét luôn, gọi là hàng bãi căng đét luôn. Đấy, em xin báo giá luôn cái âm ly Sansui 607XR này, mặt phay này là bọn em đang bán với giá là 9.700.000 đồng. Đấy, 9.700.000 đồng. Và chiếc âm ly cuối cùng em xin báo giá trong ngày hôm nay là chiếc âm ly có thương hiệu là Pioneer, có cái model là SA 7800 mắc đôi. Đấy, các bác có thể thấy là từ cái phía mặt của nó cũng như là các cái núm nhá, đang còn căng đét các bác nhá, sạch tinh nhá. Hàng này bên em là hàng đấu giá mạng nên là về cái độ đẹp của nó cũng phải đạt đến khoảng 97-98% các bác nhá, sạch tinh luôn. Chiếc âm ly này thì chuyên đánh những cái dòng loa dạng là màng giấy, ví dụ như là A7, A77 hoặc là các cái dòng như cao cấp hơn là I7, I77. Đấy, thì cho ra chất âm rất là hay, sáng sạch. Đấy, bát thì sâu. Ok các bác, với cái âm ly mà
Pioneer có cái mã là SA 7800 mắc đôi, thì bên shop Hà Thành Auto đang bán với mức giá là 11 triệu đồng. 11 triệu đồng cho cái chiếc âm ly thực sự là đang căng đét các bác nhé, sạch tinh nhé, chưa có một chút xước xảy xớt nào luôn, gần như mới tinh. Ok các bác, như vậy là em cũng vừa với review cũng như là giới thiệu 7 cái sản phẩm, trong đấy có 4 cặp loa đến từ châu Âu, Mỹ và 2-3 chiếc âm ly khá là thông dụng của Nhật Bản với cái tầm giá là bình dân cũng như là trung bình giá. Các bác nào mà quan tâm tới những cái sản phẩm Hà Thành Audio vừa giới thiệu và review thì xin liên hệ cho Hà Thành Audio theo số điện thoại 0388596666, địa chỉ cửa hàng số 3 Trung Yên 3, Cầu Giấy, Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại quý các bác vào những video tới.